thì cái thuốc đầu tiên dĩ nhiên là một số vị trong gia đình, vị lớn tuổi trong gia đình chẳng hạn, có những cái bệnh kéo dài mà cần sự kê toa của bác sĩ, và thường bác sĩ sẽ kê những cái đơn thuốc có thể là cả tháng trời xài, nó rất là lâu dài, mà những cái thuốc đó là những thuốc có kê đơn. Thì trong đó thì sẽ có những cái thuốc kê đơn theo cái toa chỉ định của bác sĩ. Ví dụ như là người lớn tuổi thì hay có những thuốc như là bị cao huyết áp nè, hoặc là những người lớn tuổi thì bị tiểu đường nè, hoặc là những người lớn tuổi bị cao máu chẳng hạn đó, xin lỗi là cao mỡ máu chứ, thì lúc đó bác sĩ sẽ kê những cái đơn thuốc sử dụng lâu dài. Thì đó là những cái thuốc mà để dành cho các vị lớn tuổi. Một số những cái thuốc khác để mình phòng khi mà mình có những cái triệu chứng khó chịu, để mà có thể giúp cho giảm bớt những triệu chứng khó chịu. Thông thường thì mình hay bị sốt nè, hay bị những cái bệnh đường hô hấp hay là đường tiêu hóa, thì một số cái thuốc có thể giúp cho mình giảm bớt những cái triệu chứng khó chịu. Ví dụ quý vị có thể để thuốc giảm đau, hạ sốt là các cái loại thuốc có chất paracetamol, hoặc là có chất ibuprofen, đó là một cái chất mà kháng viêm không steroid. Thì đó là những cái thuốc giảm đau hạ sốt tương đối an toàn cho cả người lớn lẫn trẻ em. Rồi một số cái thuốc về tiêu hóa, ví dụ như là quý vị có thể cảm thấy đầy hơi, bao tử chẳng hạn, thì một số những cái thuốc để có thể giúp cho trung hòa axit của bao tử, để mình có thể uống phòng khi trước khi đi khám bác sĩ. Một số loại thuốc mà chống dị ứng thông dụng có thể mình trữ ở trong nhà, để khi mình có những vấn đề về dị ứng, mề đay, ngứa thì mình có thể mình uống tạm thời trước khi đi khám bác sĩ được. Thì đó là những thuốc mà không cần kê toa. Một số loại những cái thuốc mà không không hẳn là thuốc, ví dụ mà nó là một số cái thực phẩm thuốc chức năng thôi. Ví dụ như là những cái nước muối nhỏ mũi nè, hoặc là những cái chai nước biển sâu xịt mũi để vệ sinh mũi cho các bé khi nó bị những cái bệnh đường hô hấp như là sổ mũi hay ho vân vân, thì mình có thể sử dụng những cái thuốc xịt mũi an toàn là những cái nước biển sâu, nước muối sinh lý. Ngoài ra có một số những cái dụng cụ khác mình có thể để trong nhà phòng khi có những cái tai nạn xảy ra. Ví dụ như đứt tay hoặc là bị những cái chấn thương nhỏ nhỏ, thì mình nên có một số loại như bông băng nè, gạc nè, rồi cồn 90 độ hoặc là cồn 70 độ để giúp vệ sinh những cái vết thương. Tại vì những cái vết thương đó thì nó là tai nạn xảy ra, đôi khi các bé chơi giỡn trầy tay trầy chân, hoặc là mình làm bếp cái thì dao cắt nhầm tay chẳng hạn. Đó thì nó là những cái tai nạn mà mình có thể không tránh khỏi, thì nên có những cái dụng cụ mà chăm sóc về những cái vết thương, đó là những bông băng gạc cồn. Ngoài ra thì cái vấn đề theo dõi sức khỏe định kỳ, không phải lúc nào mình cũng có thể đi khám sức khỏe định kỳ một cách chủ động. Thì trong cái tủ thuốc gia đình hoặc là một cái nơi để những cái dụng cụ y tế, nên có máy đo huyết áp. Thì cái việc đo huyết áp tại nhà định kỳ, nhất là dành cho những người trung niên cho tới lớn tuổi, thì đó là một cái cách để mà mình có thể theo dõi và phát hiện cao huyết áp. Bởi vì cái bệnh cao huyết áp được xem như là một tên giết người thầm lặng, bởi vì có khi mình không biết là mình đang bị cao huyết áp, mà một ngày đẹp trời nào đó mình có thể bị những cái biến chứng của cao huyết áp, ví dụ bị đột quỵ, bị đột tử hay bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người vân vân. Lúc đó mình mới phát hiện ra là mình bị cao huyết áp. Thì chỉ cần có một cái máy đo huyết áp tại nhà và biết cách theo dõi đo huyết áp tại nhà, mình cũng giúp để phát hiện ra bị cao huyết áp. Thì đó là những cái dụng cụ cần thiết. Ngoài ra dĩ nhiên mình nên có một cái nhiệt kế ở trong nhà, thì nhiệt kế đó thường để theo dõi nhiệt độ, đặc biệt là đối với lại những cái bạn nhỏ hay bị sốt chẳng hạn, thì đó là cái công cụ khách quan để biết là bé đó nó có sốt hay không, để khi mình đi khám bác sĩ là mình sẽ nói thuật lại cho bác sĩ biết là bé nó đang ở nhà, nó bị sốt bao nhiêu độ, nó bị sốt lúc nào vân vân. Đó là
những cái dụng cụ y tế thông thường để giúp mình có thể theo dõi bệnh tại nhà hoặc là chủ động theo dõi bệnh tại nhà mà chưa cần phải đi khám bác sĩ ngay.